Không, mạng mình nó bị sao vậy ta? Bảo mình ra solo phụ xong cái ớt mất tiêu. Còn mèo nữa, tự nhiên nghe nói là bạn thân của mình phát cái ao nhóm luôn. Ơ kìa, vô chưa kịp nói gì đã vô trận rồi. Ủa gì? Si, sao cậu ta lại ở đây? Ghép ngẫu nhiên đó, coi bộ cũng trùng hợp ghê ha. Ghép mà gặp được á, tụi bay bị tao đúng không? Không có đâu, tại mèo với thiên si có duyên đó. Gớm. Hai người này bị sao vậy? Mời mình vô đã, xong bây giờ lại bảo là đi ghép ngẫu nhiên. Vừa nãy đứng ngoài không gọi đâu, xong bây giờ vô trận lại gọi. Alo Si ơi, rảnh không ra solo chúng ta một trận với. Cái gì? Solo á? Mấy cái kèo trẻ con đấy ta không nhúng tay vào đâu. Trận này quan trọng lắm, mày không giúp tao, tao mà thua là tao nghỉ game luôn á. Mèo, Si ao nha. Khoan, có cần phải gấp vậy không? Con bạn Si nó kêu ra solo, trận này quan trọng lắm. Ơ kìa, tao cũng solo nữa. Mèo, rớt danh tao. Si solo với ai đấy, tôi cũng muốn chơi. Với người yêu cũ của Ú. Nếu như thua trận này thì Ú phải quay lại với hắn, nhưng hắn ta kỳ cục lắm. Ê mọi người, kiểu này cho tôi chơi với nha. Không được, mày bắn như nào tao có biết đâu mà cho chơi. Bạn cứ đùa, nhìn này, mình đang thích đấu 7 sao đây. Thôi kệ, cho mày chơi chung đi, gì chứ căn 3 tao lo được mà. Nhưng... cây này có bộ cũng mạnh lắm nè. Mày có khùng không mà đi solo cầm cây này? Chứ đòi cây nào nữa má, súng này là dị nhất ở đây. Ê, siêu rồi kìa, lo đi đánh đàng hoàng đi. Nãy chỉ đen thôi, giờ tôi mua Adobe bán nghiêm túc nè. Lại còn hai cái kép mờ nữa chứ. Si coi nó kìa. Thôi không sao, bọn này cũng không bờ rồi lắm đâu. Cay nhỏ này thật chứ. Cay hả? Từ từ rồi cậu sẽ cay thêm thôi. Ây da, la. Cứu bạn ơi. Bạn mèo kia bắn được thì bắn, không bắn được thì out trận luôn đi. Đến nhà cậu cũng gục giống tôi mà, kỳ ghê. Sao để tụi tôi chết hết rồi mới ra vậy? Ủa, xin lỗi mọi người nhiều nha. Tại mèo hồi nãy bị lát á. Mà yên tâm, còn có hai đứa à. Tôi quăng cả lựu cái là clear hết đi. Ôi. Nội, mọi người ơi, cho em. Ủa, kiếm tem kiểu gì thế? Giờ thì về làm người yêu anh nhé. Mà công nhận bên ấy bánh hay ghê. Bái phục. Sao mày im lặng thế? Thôi bỏ qua đi Si. Cố tình bắn như vậy để tem thua. Mày có biết là người cũ nó tệ đến mức nào không hả?